Một đêm hội được người dân Kim Liên mong chờ mỗi dịp tháng 2 âm lịch. Sân khấu trước nhà sinh hoạt cộng đồng cạnh dinh thờ Cá Ông thêm một lần nữa thâu trọn vào lòng nó âm ba của bao lời ca, tiếng hát, điệu cười, giọng nói và cả cái dư vị mặn mòi của biển trong từng thanh âm ấy. Từ năm 2008, những buổi diễn văn nghệ quần chúng như thế này vẫn thường được tổ chức vào tối 16 tháng 2 âm lịch với sự tham gia của người dân địa phương và các đơn vị vũ trang trên địa bàn. Hội diễn ý nghĩa hơn với phần trao học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi. Ngày càng được tổ chức sinh động, kết hợp với các hoạt động từ thiện xã hội, đêm văn nghệ đã trở thành một điểm tụ hội đáng nhớ trong đời sống văn hóa khu dân cư Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc. Hôm sau đêm hội này, ngày mai 17 tháng 2 là ngày lễ trọng truyền thống của cư dân nghề cá Kim Liên, lễ cầu ngư. Trong không khí hát ca rộn ràng ấy, phía sau dinh ông, gian bếp đã nồng than lửa từ lúc sớm. Các bà nội trợ mỗi người mỗi việc, chung tay lo khâu hậu cần. Hình ảnh quen thuộc mỗi lúc hội hè đình đám ở làng quê xưa vẫn tồn tại như một dịp chia sẻ thân tình giữa nhịp sinh hoạt phố phường hôm nay. Thưa quý vị, có thể thấy được không khí bận rộn trong khu bếp của lễ hội. Mọi người trong ban hậu cần, đặc biệt là các chị em phụ nữ đang khẩn trương sửa soạn những món đồ cúng dành để dâng lễ thiết tiên thường tối hôm nay và cả lễ chính của ngày mai. Có thể thấy đây là một cơ hội để mọi người trong xóm tụ tập lại, cùng chia sẻ những công việc của làng xóm và qua đó cũng tăng cường tinh thần cố kết cộng đồng trong bà con xóm làng với nhau. Chị ơi, chị mệt chưa? Cũng mệt nhưng mà thấy cái lễ hậu rất là vui khi mà tổ chức cái lễ hậu ra hôm nay á, là chị em chúng tôi là cũng tôi vận động hết tất cả chị em là chị em mà tự nguyện và nhiệt tình á, là cùng chung tay góp sức để là cho cái lễ hậu này nó đạt kết quả, là bà con nhân dân dân làng của mình không những là ở khu dân cư này nhưng mà ở các nơi người ta là tụ tập về, nhưng những là những chị là có chồng quê hương ở đây nhưng mà có chồng ở xa, ở ngay là cái ngày tổ chức lễ cầu an cầu ngư là người ta sẽ về hết. Không khí gia đình thân mật cùng nhau sẻ chia trọng trách ấy len lỏi và đã trở nên một hình ảnh đẹp trong lễ hội làng quê Việt từ bao đời đến nay. Ở gian chính dinh ông, vị chủ lễ và các bô lão bày lễ cúng tiên thường đơn giản. Đây là nghi thức thỉnh chư vị thần linh và hương hồn tiền nhân về dự lễ tế sáng hôm sau. Nghi thức này cũng gần gũi như lễ rước ông bà cuối năm trong mỗi gia đình. Gia chủ làm mâm cúng mời tổ tiên về vui vầy với con cháu trong 3 ngày Tết. Từ buổi sáng trước đêm hội văn nghệ, những hoạt động giao lưu thể thao giữa thanh niên làng Kim Liên và các đơn vị bộ đội biên phòng, công an địa phương đã diễn ra sôi nổi. Hoạt động thể thao hiện đại này đã góp phần làm sinh động thêm cho phần hội của làng. Trong khi lớp trai trẻ đang hào hứng với những đường bóng ngoài bãi biển, thì trong dinh ông, các cụ cao niên đang cặm cụi chuẩn bị hoa trái lễ vật. Vài năm gần đây, những nghi lễ truyền thống đã trở thành hạt nhân của một lễ hội quy mô hơn nhiều. Lễ hội văn hóa biển, một hình thức phát huy tín ngưỡng truyền thống trong đời sống mới khá thành công. Tây thì cái lễ hậu nó được nó gọi là cái lễ hậu hậu trước ông bà mình ta gọi là lễ cầu ngư. Rồi sau đó thì chúng ta là nâng cấp lên một cái thêm một cái lễ là lễ cầu an cầu ngư. Và khi mà cái mô hình văn hóa biển nó ra đời thì cái lễ hậu nó lại mang cái sắc thái là một cái lễ hậu văn hóa. Thì bây giờ chỉ là theo để mà phát triển cái phát huy cái giá trị văn hóa bản sắc dân tộc và tất cả
có hoạt động trong cái cộng đồng dân cư thì cái năm 2010 á, thì bắt đầu mới thay đổi cái chủ thể và thay đổi cái chủ đề của lễ hội để thành là một cái lễ hội gọi là lễ hội văn hóa biển. Hôm nay là ngày khai hội. Dự lễ có đại biểu chính quyền các cấp, các đơn vị phối hợp như công an thành phố, biên phòng thành phố và đặc biệt là đông đảo bà con địa phương. Từ một lễ hội truyền thống của riêng ngư dân Vạn Kim Liên, lễ hội cầu ngư cầu an hàng năm đã trở thành ngày hội chung của tất cả cư dân phường Hòa Hiệp Bắc. Mở đầu phần lễ là nghi lễ cầu an, kết thúc bằng thuật rước tống ôn. Trên chiếc thuyền tống ôn, người ta đã gom góp vật phẩm cúng cho các loại tà thần, các vong linh xấu số lên đên cơ nhỡ. Nghi lễ vừa rất trực quan, vừa mang tính tượng trưng, thể hiện những gửi gắm mộc mạc của người dân xứ biển với bao kỳ vọng tốt lành cho cộng đồng. Niềm tin đơn sơ mà cảm động, vừa bày tỏ sự trân trọng với những vong linh bất hạnh, vừa chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Ở đó, lằn ranh giữa người sống và kẻ chết như bị xóa nhòa, và chỉ còn hiện hữu đó là niềm mong mỏi ngàn đời về một cuộc sống an lành, no đủ. Những vật phẩm cúng tế theo chiếc thuyền tống ôn đã được tống xuất ra biển, mang theo lời nguyện cầu chân thành của cư dân Kim Liên. Tiếp theo là nghi lễ cầu ngư, tế thần cá ông và các vị tiên hiền, cầu mong một mùa biển mới xuôi chèo mát mái, tôm cá bội thu. Dinh thờ cá ông đối với cộng đồng ngư dân cũng giống như đình làng của các làng xã nông nghiệp, là nơi thờ tự cộng đồng quan trọng và linh thiêng nhất. Nếu với làng xã nông nghiệp, lễ cầu an đầu năm mới mang tính trọng thể nhất, thì ở những vạn chài, với cư dân làm nghề biển, lễ cầu ngư đóng vai trò chính. Theo tôi được biết thì nguồn gốc cái làng ngư ông ở đây là nó xuất xứ từ ở trong làng Thị Tú dọc cái sông Cù Đề, là khi ông bà lập nghiệp ở trong kia, đại đa số một số người làm nghề biển á, họ làm nghề biển thì họ mới theo cái tâm niệm của người ta, là họ khi được ông ngư gọi là cá ông á, thì về thì người ta lập cái làng miếu thờ. Mà trước đây là thờ tại ở làng Thị Tú, là chỗ cái bến làng ở hiện nay là còn cái bến ở đó. Nhưng mà sau trong cái thời kỳ chiến tranh của Trung Pháp á, thì cái làng ông đó là nó tăng, nó hư. Thì sau đó thì dân họ từng bước là họ mới ra làng ở ngoài này, chứ trước đây là ở đây chưa ở. Họ ra làng ở ngoài này thì mang theo những cái hài cốt của làng ông đây mà lập cái miếu làng thờ của ông. Có thể xem đội hình học trò lễ phụ giúp nghi thức là một điểm nhấn đẹp trong nghi lễ ở đây. Tham gia việc giúp lễ, những thiếu niên được chọn trong làng xóm vừa đóng góp cho công việc chung, vừa nhận được bài học trực quan để ngày sau đến lượt chúng sẽ đảm trách việc chăm lo gìn giữ truyền thống. Cảm thấy là có giúp đỡ cho làng xóm, gọi là có công tác về văn hóa của làng xóm, đồ trách nhiệm của bản thân mình. Và có nghĩa này là cầu an cầu ngư cho dân làng làm ăn phát đạt, sống thân gò gió hòa. Ngoài
người ta có thể nhìn thấy một phần sinh động và mang đậm sắc thái nghề biển trong các kỳ lễ cầu ngư đã không có mặt trong lễ hội Kim Liên lần này. Đó là nghi thức hát mã trạ. Tuy vậy, sự thiếu vắng ấy ở một cấp độ nào đó lại là tất lòng trân trọng của cư dân đối với lễ tục của cha ông. Bởi qua những biến động của thời cuộc, nhiều bài bản đã bị quên sót, thất truyền, cần có sự đầu tư nghiêm túc và khoa học để khôi phục lại. Trong lễ hội mà cầu an cầu ngư vẫn có hát mã trạ, thế nhưng mà tại sao trong cái lễ hội này chúng ta thấy chưa có? Không chưa có ở đây là không phải nó không có, nhưng mà bởi vì là cái việc chúng ta phải làm như thế nào cho nó tốt đẹp và làm thế nào cho nó đúng bài đúng bản, như ông bà mình phải đúng bài đúng bản, rồi khi đó thì chúng ta mới hình thành và chúng ta đem ra phô diễn. Một mặt là chúng ta phục vụ cho cái thị hiếu của người dân, cái thứ hai là phục vụ cho yêu cầu của lễ hội cái hát mã trạ. Do vậy là có khả năng là khi mà nâng cấp cái lễ hội này và có thể là cái hát mã trạ nó sẽ đưa vào trong cái lễ hội này, thì cái lễ hội nó sẽ là hoành tráng hơn và nó tạo được cái yếu tố tâm linh đó. Không thể cẩu thả trước anh linh tổ tiên và sự chứng giám của thần linh như lời cổ nhân đã dạy. Tế thần như thần tại, nghĩa là khi tế lễ thần linh phải cung kính thận trọng, xem như thần linh đang thực sự có mặt ở đó. Cho nên, dù vì bất cứ lý do gì cũng không được khinh suất, làm lấy có để gọi là đủ lễ. Ở khía cạnh văn hóa xã hội, lễ hội văn hóa biển Kim Liên có thể là gợi ý cho một mô hình lễ hội mới trên các địa bàn ven biển Đà Nẵng trong tương lai. Sau khi xây dựng cái mô hình của khu dân cư văn hóa biển này, thì cái về mặt lễ hội truyền thống của dân dân, của người dân vùng biển thì phải nói rằng là được nhân lên. Trước đây thì người dân thì chỉ là tôn trọng bằng lễ, nhưng mà hiện nay thì chúng ta xây dựng mô hình có thêm phần hội để thu hút được, như vậy là cái sức mạnh của cộng đồng nó thể hiện được cái tình làng nghĩa xóm, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng có nhiều cái tiến bộ. Song song và đan xen với phần lễ, các hội thi và giao lưu thể thao diễn ra sôi nổi. Sự đan xen các hoạt động lễ và hội tạo cho lễ hội văn hóa Kim Liên một sắc thái vừa trang nghiêm cổ kính, vừa sinh động vui tươi. Các phần trò chơi và thi đấu thể thao được thiết kế khá đơn giản, nhưng phù hợp với mọi giới, mọi lứa tuổi. Các cụ già tham gia trò thi thổi bong bóng. Không còn giới hạn về tuổi tác, chỉ còn đó là sự hết mình và cạnh tranh hào hứng. Đan lưới, cuộc tranh đua tài khéo. Môn chơi này đặc trưng là nghề biển, khuyến khích tôn vinh sự lành nghề. Đua thuyền là một môn thi truyền thống quen thuộc, không chỉ có trong lễ hội văn hóa biển Kim Liên mà còn xuất hiện ở nhiều lễ hội. Nó bộc lộ sức trẻ, cổ suý sự can trường của ngư dân trong cuộc chinh phục biển khơi. Những trò chơi mang tính thể lực như thế này luôn thu hút được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của mọi người, đặc biệt là những người trẻ. Thanh niên trai tráng trong làng qua những cuộc thi này đã thể hiện được sức mạnh và ý chí của người đi biển. Cuộc thi cũng đã kéo họ lại gần với nhau hơn và về gần với cội nguồn văn hóa dân tộc. Mọi người tham gia cuộc thi không chỉ bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, mà với cả ước mong tha thiết về một sự hòa nhập, gắn kết cộng đồng miên viễn. Phần hội này và cả lễ hội làng Kim Liên vì thế, ở góc độ nhân sinh, nó như một sự hóa thân của tâm hồn con người. Rất vui bởi vì cái hoạt động trò chơi của khu dân cư biển thì gắn kết giữa thanh niên các tổ dân phố, đồng thời gắn kết cái tình cảm của nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng 24. Đây là một nét văn hóa rất là tốt đẹp mà các thanh niên và nhân dân
trong các khu dân cư cần phải phát huy để gìn giữ, bảo tồn, phát huy cái truyền thống của dân tộc. Lễ hội văn hóa Kim Liên vừa ở tuổi lên 4, nhiều vấn đề sẽ còn tiếp tục được hoàn thiện. Nhiều yếu tố văn hóa dân tộc sẽ trường tồn và thăng hoa trong đời sống mới, với sự trân trọng và kế thừa một cách sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Một lễ hội muốn sống lâu trong lòng cộng đồng thì phải không chỉ thể hiện bản sắc văn hóa của một vùng quê, một địa phương, một dân tộc, mà nó còn phải tạo được sự biến thiên, phát triển để phù hợp với đời sống và thiết chế văn hóa đương đại. Lễ hội văn hóa biển làng Kim Liên đã thể hiện được sự kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa ấy.